Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm mới bài Thọ Thế Bảo Nguyên Vị Thuốc Màng Màng Kinh Tử. Mình viết nha. Màng kinh tử. Khổ là đắng. Đau là đau. Đau là đau nhất. Năng là hay thường. Ế là màng mỏng. Câu loan. Là giật bẻ, câu loan là giật bẻ. T là tê rằng. Lệ là nước mắt. Nhãn là con mắt. Kham là chịu đựng, là hay thường, là gánh vác.
trừ là trừ khử. Mình xin đọc lại một lần vị thuốc mà kinh tử. Màng kinh tử khổ đầu đông năng ế câu loan thấp tê lệ nhãn kham trừ. Tạm biệt các bạn.